Cái hồn á, nhiều lúc á nó có tha ngũ thông, nhưng mà nhiều lúc á nó cũng chắc dữ lắm. Tại vì trên núi Thiên Long Sơn á, ở cái nơi trong cuối cùng trong góc chỗ cái nhà trắng á, nó có mấy con dông mà mọi da đỏ, rồi mấy con thú này nó chết nó cũng là dông, mà dông thú. Thì có một lần nó xin ăn, mà chú ban cho nó mấy cái thi xà đó ăn, để chú kêu nó hay tụi mày sao không A Di Đà Phật đi. Cái mấy mọi da đỏ, cặp vợ chồng mọi da đỏ nó hỏi chú Phật là gì, chết còn không biết Phật nữa đó, tại khi sống á, nó không biết Phật, kêu mày niệm Chúa đi, Chúa là ai? Mấy con ma nó vậy á, nó sống ở trong một cái cõi hư vô á, nó không có đồng hồ, không có giờ ngày giờ tháng, nó không có hiểu. Khi mang cái thân người á, mình còn có cơ hội học rất là nhiều thứ. Nó vô cái lại gia thức là cái chân linh của mình. Khi cái chân linh của mình rời khỏi cái xác đau đớn thì lúc đó mình cảm thấy là người mà biết tu á là thấy sướng nhất, tại nó không còn đau nữa. Mình đang ung thư, đang đau rồi kim rồi ống rồi vô họng rồi không nhất rồi, rồi máu huyết đồ chán ván mặt mà bực bội khó chịu lắm, lúc đó mình muốn A Di Đà Phật cũng không được nữa. Mình muốn thí nghiệm cái đó như thế nào thì mình cứ coi những lúc mình bị cảm trúng gió nặng á, trúng gió nặng mà gọi là gì ta, cạo gió bầm mình đó, thì lúc đó mình nghĩ thử mình có A Di Đà Phật nổi không. Mình nằm trên giường, mình lâu ớ, mình rất là bực bội đúng không, lúc mình trúng gió đó, cảm nặng đó, mình chỉ muốn khỏi giường thôi. Lúc đó là bao nhiêu chuyện quan trọng, bao nhiêu cái nhà băng để trước mặt, cái bao thơ xé ra hay được lên lương rồi tiền gì đó mình cũng không màng tới nữa. Thì huống hồ chi mình nằm trong cái phòng mà gọi là cái phòng Mỹ nó kêu là ICU, là cái phòng gọi là bye bye, tính theo ngày đó, nó không có chăm săn sóc gì nữa. Thì mình cảm thấy như thế nào, mình đã biết cái chữ đó khi nó đẩy vô, mình thấy cái chữ ICU là xong rồi đó, là tính theo giờ để mình rời khỏi thế gian đúng không. Thấy có buồn không, đã là buồn rồi, nằm trong đó nhìn xung quanh một đống người ghen la kế bên, mình cảm thấy như thế nào. Ông tỷ phú kia thân không biết tu á, người mà không biết tu chừng nào á, vô cái phòng ICU á, la lớn chừng đó nghe, tại vì họ chết nhát lắm. Cái thằng làm chuyện ác chừng nào, ăn hối lộ chừng nào á, vô cái phòng ICU á, nó quậy còn khủng khiếp hơn cái người mà biết tu. Người biết tu người ta biết vô thường rồi, bác sĩ đã chạy rồi là hết cứu. Còn cái thằng chức vụ cao, thống đốc này thống đốc là cỡ Nelson đi, mà vô phòng đó rồi thằng đó nó la còn dữ nữa, tao sắp sửa ứng cử tổng thống mà hôm nay tao nằm đây, tại vì nó bất lực. Khi mà ở trên á mà gõ gờ chán mình rồi vậy đó, xong xong luôn đó. Không còn phương cách nào mà để cứu, trừ khi hôm nay mình mỗi ngày mình gắng khắc phục cái tâm của mình ngồi thiền, mình đọc kinh Thiên Tâm thì nó cứu mình lúc đó, nó cứu mình lúc mình còn hơi thở của thế gian, và nó cứu mình lúc mình tắt cái hơi thở rời khỏi thế gian. Các chư vị lúc ban cái đạo thiên thiên tâm này xuống trần, các chư Phật có nói đạo thiên tâm chủ yếu là ngồi thiền và tam đại tạng kinh, đọc kinh và ngồi thiền, không có giống như bên mà giảng sanh là không có chú trọng thiền. Các chư vị rất chú trọng thiền, cho nên sư phụ chỉ không có cái gì để truyền lại, chỉ cho là nói những lời thật là phải ngồi thiền mỗi ngày nửa tiếng, đó là cái giới luật thứ 12 mà trong đạo Thiên Tâm đó. Mấy người ở đây ai cũng biết là 12 giới luật rồi phải không, có ai chưa biết không? Thì giới thứ 12 là phải đọc kinh ngồi thiền, thiền để cho thay tâm, cột cái tâm lại. Khi cái tâm mà bấn loạn nó chạy như năm con khỉ, năm con quái thú mà nó lăng tăng á, theo sắc trần á, thì mình làm rất là nhiều chuyện sai, trong đó có những cái chuyện tạo nghiệp rất là lớn á. Những gì cho Bụng nói là thiệt. Livestream hôm nay mấy con á, còn á, nhiều cái mà con chưa có hiểu. Phật, Thánh, Thần, Bồ Tát,
loài người của mình, cả quỷ luôn, đang sống lẫn lộn. Nhưng mà quỷ nó hiện hình, nó hóa thân rất là đẹp, đẹp trai, không có tóc, nhiều lắm, người phàm không có thấy. Chú Hụt thấy, mà chú Hụt cũng nói không được, nó cũng chẳng ai tin. Mình càng nói, mình càng không, tức là mình thấy sai mà mình không nói được. Mình chỉ nói mé mé, nói vậy thôi, mình chỉ có thể đi đây thôi. Họ dùng cái dư luận để họ triệt phá. Con không tin, con qua bển mà sư phụ mình không ngồi đây, mình ngồi bển thêm một tháng nữa, bảo đảm trên mạng nó chửi sư phụ liền á. Mày muốn lấy chùa lại hả? Mày muốn đem cái đạo tà mày mà vô đây hả? Người ta đang tịnh độ, người ta đang tu tập để giảng sinh. Đại khái nó đủ chuyện nữa không? Bữa hổm mai á, mình nói rồi, mình nói tôi ở trên Thiên Long Sơn, tôi có núi, tôi không được lên núi. Tôi có cái chùa 18 triệu, tôi không được vô chùa. Tôi có quốc gia của tôi có quê hương của tôi không được về. Đó là đây nè, sư phụ á. Mà mình á, mà không nhịn họ đó, họ xuống địa ngục hết á. Là sư phụ từ bi thôi, chứ không phải sư phụ sợ họ đâu. Nhiều lắm, xung quanh sư phụ, những cái người mà theo sư phụ hộ sư phụ á, đông lắm. Thiên ma nó đánh từ người, nó đánh mấy người là hồi những cái năm đầu á, đánh ghê gớm đó. Bây giờ nó hết đánh rồi, tới thời mấy con là hết rồi, yên tâm. Chứ những mười mấy năm đầu nó quýnh ghê lắm, những cái người mà làm đắc lực cho chư Phật á, nó quýnh kiểu này, nó quýnh kiểu kia, nó quá ra phụ nữ đẹp, nó quá ra mấy Phật tử giỏi, nó làm náo động với chùa. Người ta mở chùa là mục đích là gì? Tâm từ bi mở chùa được không? Đã không màng tới tiền, cái chùa đó phải rẻ đâu con. Ví dụ như người mà còn sân hay còn tham á, bán cái chùa đó 18 triệu đi mua cái nhà đẹp hơn nữa, là lấy được vô túi 15-16 triệu rồi. Sao thưa ông làm đi, tôi đâu có ngu. Mấy quý vị ngồi đây thấy mình nói chuyện có hữu ích, hay là ngồi trong chùa cứ cờ gù cờ gật, rồi cứ mặc áo chàng gặp ai cũng xá, mà trí không có sáng gì hết, thiền cũng chẳng có định nữa. Thiền chỉ mong cái đồng hồ nó kêu á, để mà đi restroom, để đi ăn uống không à, phải không mấy con? Thiền là nó flow energy. Khi flow energy cũng giống như người hút cái xì ke vậy đó, hút vô nó phê lâu thì cái thiền của mình nó có hiệu lực, thì nó ra được cái chất ở trên cái a lại giải thích. Và đồng thời cái điểm thanh của sư phụ đây nè, nó không có dòng linh. Còn bên kia là chưa chắc, cái vị thầy đó không có lực, ma nó cứ thoải mái. Mình nó tóm lại là dạy cho ma nhiều hơn cho người, nói thì đụng chạm nó là thiệt đó. Mà giữa âm với dương mình phải biết, gần nhau mình thấy khó chịu á,